Vậy chào các bác nhé, chào mừng bác quay trở về với cửa hàng bên em. Ngày hôm nay thì rất là vui mừng khi mà cái lô loa Audio Center PF12+ bên cửa hàng em đã cập bến về tại cửa hàng cho tất cả các bác. Thì trước khi mà em giới thiệu cũng như là test về cái chất lượng của cái đôi loa này, thì em muốn cho các bác xem qua cái nội thất. Đây là một dòng loa công nghệ và thương hiệu đến từ Tây Ban Nha, phải nói là cực kỳ chất luôn. Rất nhiều anh em đã gọi nó là một cái tên phải nói là cực kỳ là ưu đãi cho cái dòng loa này. Đây là một trong những dòng loa mà ông vua của karaoke luôn. Đấy, khi mà anh em đã gọi như thế thì các bác phải hiểu là cái chất lượng của nó thì phải rất là ok. Trong cái phân khúc, trong tầm tiền của nó thì em khẳng định các bác là rất ít con loa có thể là ăn lại nó. Cho nên là anh em rất là thích cái dòng loa này nhá. Thì hôm nay thì cái lô này thì em về được khoảng tầm chục đôi thôi. Đây, trước mắt thì em cho các bác xem cái thùng vách đã. Thùng vách thì đã được vệ sinh, xin lỗi các bác, đã được vệ sinh sạch sẽ nhá. Thùng vách đã được vệ sinh sạch sẽ, cực kỳ đẹp. Đấy, không hề bị sứt mẻ hay là bị vỡ việc gì cả, mà thùng là còn đẹp. Em bao cho các bác là thùng còn rất là đẹp luôn này. Đấy, và vỉ mạch đây cho các bác xem là cái đấy, phân tần. Phân tần Audio Center thì nó là một trong những dòng phân tần khủng nhất của cái dòng loa karaoke full 30 rồi. Đấy, PF12+ này các bác này. Đấy, và từ cái dây, cái dọ, tất cả các thứ thì các bác nhìn cho em, đây là hàng bãi xịn, em cam kết các bác đây là hàng bãi xịn nhá. Đấy, tép đây. Tép thì con này nó sử dụng một cái tép Beima. Đấy, tép Beima của Tây Ban Nha. Đây, đây các bác để ý cho em này. Đây nhá. Đây, hàng còn nguyên zin luôn, được chưa? Tép Beima của Tây Ban Nha. Thế còn bát đây, cho bác xem. Bát thì hiện tại là em kiểm tra thì bát vẫn còn nguyên zin luôn. Đấy, cho bác xem này, bát còn nguyên bản luôn nhá. Nguyên zin luôn, được chưa? Rất đẹp, Audio Center. Đấy, tem mác của Audio Center đàng hoàng luôn, rất đẹp các bác nhá. Đấy, quá là ok luôn, được chưa? Đấy, và cái lô loa này thì hiện tại bên cửa hàng em xin phép báo giá luôn cho các bác, không để các bác phải chờ đợi lâu nữa. Và sau đây em sẽ có một bản test riêng cho các bác để các bác nghe thử cái lô loa này sau. Và thông báo các bác là hàng về cập bến thôi. Hiện tại thì bên em đang bán nhanh cho các bác nhá. Bác nào thực sự em ưu tiên cho ba bác đầu tiên này. Ba bác đầu tiên, bác nào thích cái đôi loa này, hôm nay em để cho bác giá 12.500.000. Em dám khẳng định bác, cam kết bác, thị trường hiện nay đôi loa này hiện tại đang có giá từ 14 đến 15 triệu đồng. Đấy, không bao giờ có rẻ nhá. Dòng loa này chỉ có tăng giá thôi, sẽ không có rẻ. Đấy, đặc biệt là những cái đời này thì bây giờ mới họ không sản xuất nữa rồi. Họ không sản xuất nữa rồi và họ chỉ còn hàng bãi thôi. Hàng bãi nguyên zin mà đẹp như này, các bác tìm một đôi loa như này cực kỳ khó nhá. Cực kỳ khó. Đấy, đây. PF12+. Tất cả thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho các bác PF12+ này. Được chưa? Con này đánh trở kháng 8 ôm, công suất lên đến 400W. Được chưa? Đấy, giải tần nó xuống khá là sâu. Đấy, giải tần xuống khá là sâu. Và đánh khá là ok các bác nhá. Đấy, công nghệ và thương hiệu đến từ Tây Ban Nha. Đấy, rất đẹp luôn. PF12+ có mã vạch các thứ đầy đủ luôn. Hàng là hàng bãi xịn, nguyên zin. 12.500.000 em bán nhanh cho ba bác nào đầu tiên thực sự yêu thích dòng loa này. Nhanh tay liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0982838695 các bác nhá. 12.500.000 một đôi. Em dám cam kết đây là mức giá rẻ nhất thị trường Việt Nam hiện tại luôn. Đấy, các bác không tin các bác cứ đi hỏi tất cả các cửa hàng hiện tại đang có dòng loa này. Và em nói luôn là hiện tại thì cũng không có nhiều cửa hàng có đâu. Đấy, dòng loa này thì nó rất là hiếm rồi. Thời gian gần đây thì cuối năm thì hàng hóa tiền các thứ bây giờ lên rất là cao. Đấy, hiện tại nếu mà chúng ta gặp được mà một đôi loa đẹp như này mà các bác mua được, chơi được thì quá là tuyệt vời luôn. Được chưa? Rồi, xin chào các bác nhá. Em sẽ làm một video test riêng cho các bác dòng sản phẩm này. Ở đây nó là dòng loa quá chất rồi. Và rất là nhiều anh em đã làm video test thì các bác có thể tham khảo. Quan trọng là em báo cáo bác là có hàng và báo giá hợp lý cho mọi người chơi trong dịp Tết này các bác nhá. Xin chào này các bác.